tại thì tụi mình đang tắt đồ để đi truyền hình thực tế nha các bạn. Em tham gia sau nhập ngũ. Em đi mạnh giỏi nha mày. Yeah. Tao đợi mày mà. You think I'm pretty without any makeup on. Think I'm funny when I tell the punchline wrong. I know you get me, so I'll let my walls come down. Yeah, come down. Before you met me, yeah, I was alright, but things were kinda heavy. You brought me to life now. Every February, yeah, you'll be my vibe. All the way tonight, no regrets, just love. Yeah, we can dance until we die. You and I will be young forever. Cause you make me feel like I'm living a teenage dream. The way you turn me on, I can't sleep. Let's run away and talk. Bây giờ thì tụi mình sẽ chụp ảnh đài đời. Yay. Chúng mình thì rất là háo hức. Cái hàng nữ này hơi khom cái đầu tí nha. Ta quay video rồi. Ok, good. Hiện tại đang mưa quá, tụi mình thì đi chân đất đi học về. Và Mai Thảo là người cầm giày. Đây, người thì có thể ướt nhưng mà giày dép thì không thể ướt. Mũ đội cho giày. Đây nhá, ta đang đưa ăn cầm cái bịch vô, khoan nhỏ này là vui. Đúng rồi, đúng, ta cũng thích khổ như này. Không, ý là trải nghiệm á chứ, chưa xuống. Kiểu như mọi người hay đồn có ma xong rồi bạn mình sợ nữa. Mình lớn lắm mình enjoy với cái đó lắm. Yeah, với cả bình thường mình sướng thì sướng ở đâu chả sướng được đúng không mày? Sướng ở đâu chả sướng được. Sướng được, thiếu khi mà khổ đó bạn ơi. Mấy người, người kia cũng không thấy khổ. Người này là sợ khổ nè. Thế hệ vật sướng đi chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sẽ chẳng quên hết lời ca, vì mỗi nhau không nói ra.